Tashidele, tôi là Pema Tenzin từ ngôi nhà văn hóa Tây Tạng, Om Himalayas. Ngày hôm nay thì tôi đang chuẩn bị cho cái hành trình đi về Tây Tạng sau 3 năm. Và hành trình có thể nói là hành trình quay lại Tây Tạng. Và hôm nay cái câu chuyện mà tôi muốn chia sẻ tới anh chị em yêu gì, quan tâm tới gì, đó là hành trình mà tôi sẽ đưa những cái viên gì của tôi trở về với quê hương, chính cái quê hương của gì. Thế thì hôm nay tôi đang xếp ở đây là những cái viên gì tôi sẽ mang về Tây Tạng đây. Đây, đây là cái một cái sâu gồm có 12 viên gì. Đấy, và một cái viên gì mắt dê. Cái sâu gì mà tập hợp nhiều cái viên gì nhất của tôi. Thì đây là những viên gì đa phần đều là từ Tây Tạng. Cái số gì này thì tôi có một số viên thì từ Ấn Độ, một số viên từ Nepal, nhưng mà tự chung lại thì đều ở cái vùng Himalaya hết. Và cái sâu này tôi phải sâu lại để cho nó có cái sự liên kết với nhau. Ngoài ra thì tôi mang theo những cái viên gì mà có cái chế tác. Đấy, đã được chế tác. Những viên gì không nguyên vẹn, nhưng mà khi mà chế tác lên thì nó trở thành những cái món trang sức cũng rất là đẹp và có cái năng lượng. Và với những ai mà yêu thích gì ở cái góc độ một cái vật phẩm trang sức năng lượng, một cái vật phẩm trang sức hộ thân, thì những cái viên gì được chế tác này nó là một cái sự lựa chọn rất là hợp lý, bởi vì cái giá của nó cũng sẽ hợp lý so với những cái viên gì mà nguyên vẹn. Đấy, ngoài ra thì tôi ở đây có một số các cái vòng thì tôi sẽ đeo trực tiếp lên. Đấy, vòng cổ. Đấy, những cái viên này thì trong đó có những viên thì cũng không phải là những viên tôi sẽ bán, mà những cái viên để giữ, như là những viên gì mang tính gia bảo đó. Ngoài ra thì có một số các cái nhóm viên gì mà tôi để trong cái túi này, anh em chị em có thể thấy là ở, có lẽ là chỉ có ở Himalaya Sài Gòn thì mới có cái câu chuyện là di cổ được để trong những cái bao, những cái túi như này đó. Bởi vì thật ra thì bình thường thì hàng ngày tôi cũng sắp xếp và cũng có cái sự design để mà làm sao mà các viên gì nó luôn luôn được một cái sự thay đổi, một cái sự refresh về mặt năng lượng. Nhưng mà lần này thì mang theo để vào trong một cái túi như này, để những cái viên này sẽ là những cái viên chế tác. Tôi sẽ tôi hôm nay tôi muốn là sẽ kể về cái câu chuyện là đưa gì về Tây Tạng thôi. Còn câu chuyện mà những cái viên gì trước và sau khi chế tác thì có lẽ là sẽ phải chia sẻ trong một cái video khác. Đây, ví dụ như cái viên gì này, mọi người thấy cái viên này nếu mà nó để không như này thì không phải ai cũng hiểu được cái giá trị, nên tôi sẽ quyết định là chế tác nó. Thì mọi người có thể quan sát nó, quan sát viên di cổ này, và sau đây là trước khi chế tác, và sau khi chế tác thì viên di sẽ như thế nào, chúng ta cùng chờ xem nhé. Rồi có một viên, một số viên thì tôi sẽ làm nhẫn đó, chẳng hạn như cái viên răng cọp này. Viên này rất là đẹp, mà ở một gọi là 2/3 viên di rất là đẹp. Tới 3/4 của viên di rất là đẹp, nhưng mà nó có một cái vị trí ở đây. Nó vì di cổ mà chúng ta biết rồi, viên di cổ tôi đã từng có những cái bài viết nói rất là rõ về hai cái mặt của viên di. Không một cái viên di nào nó perfect hoàn toàn. Chúng ta nhìn chúng ta tưởng là perfect thôi, nhưng nếu chúng ta phân tích kỹ ra thì nó sẽ luôn luôn có những cái vị trí, hoặc là nếu mà chúng ta chia theo cái size, tức là những cái phía, vì viên di nó thường là hình trụ hoặc hình tròn, thế thì nó sẽ có những cái phần không được perfect như những phần còn lại. 100% các viên di cổ nó là như vậy. Đấy, dù ít dù nhiều thôi. Đó, thì viên này cũng đã từng được là chế tác vào trong một chiếc nhẫn, nhưng mà người Nepal, tôi thỉnh viên này ở Nepal, và cái sự chế tác của người Nepal thì họ sẽ tương đối là mộc mạc, tương đối là thô, nó không được trong chuốt, nên là tôi muốn sẽ chế tác lại cái viên di răng cọp này. Đó, viên này mọi người cũng sẽ chờ xem nhé.